đó, còn đi chơi nữa nè, còn đi đêm nữa đó. Ướt át chưa? Eco massage made club. Sao tao sao giờ mình mới khám phá ra vậy? Hơi trễ vậy. Thôi là Liên. Quá trời luôn. Biết trễ quá. Biết trễ quá không? Lên đó, lên thẳng đó, quẹo phải là tới á. Nếu mình có cái hẹn đó đi. Family. Yeah. Hi, thank you, thank you.
Đó, về không đó. Sao hỏi thằng đó? Chứ không nói em, nói em liền. Em nói em liền, nhà em sáng mua đồ, có đưa đồ đi.